Nói chuyện sốt dẻo một chút nên tôi phải nói trước cho để mai mốt của tôi quên hết rồi kể nên không có vui. Thì bữa nay gì còn mới nhớ thành kể cho quý vị nghe. Đây tôi có chia ra làm hai phần, một là phần dự lễ qua sách, mình gọi là Phật đản và anh ta gọi là qua sách tại đền Borobudur. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là kể lại cái việc làm trong 20 ngày ở bên kia. Thì cái đền này nó nằm ở trên đảo Java của Indo, nó đủ là Indonesia. Bây giờ tôi nói tổ chức cho quý vị nghe. Phật tử tại bên ấy không có nhiều, chỉ có 2% số dân thôi. Mà cái lễ tổ chức từ khi ở phi trường đảo Jakarta bay qua tới đảo này, xuống phi trường thì từ phi trường đến chỗ đền hơn 30 cây số, mà người ta treo cờ Phật giáo đều hết từ phi trường tới đền. Đó là một cái điều mà mình thấy rất là quá chu đáo. Mà chẳng những ở trên con đường đưa đi, mà kể cả ngoài cái chợ tỉnh cho tới khách sạn cũng treo cờ Phật giáo luôn nữa. Đó là một cái tổ chức tôi thấy rất là khéo. Còn cái số khách mà đến dự đó thì báo chí vẫn đăng là 200 ngàn người tới dự. Mình đi muốn đi lại chỗ cái đền vào buổi chiều, tức là sáng làm để chiều làm lễ, 7 giờ làm lễ, mà 3 giờ chiều mình lên, đi tới 7 giờ mới tới. Nó là đường nó kín hết, người ta đầy hết. Đó là cái đặc biệt của cái ban tổ chức. Chẳng những người Phật tử tới dự xem, mà kể cả luôn những người Hồi giáo cũng tới xem nữa hết. Cho nên rất là đông. Buổi lễ đó họ tổ chức cả thải là 50 xe hoa, mà mỗi xe đều có tượng, hoặc là tượng Phật Giáng Sanh, hoặc là tượng Phật Thuyết Pháp, chỗ vườn Lộc Quyển như trên có hình ảnh đàng hoàng, mà hình ảnh đắp tượng chứ không phải là hình chụp, hình vẽ. 50 xe như vậy. Thì như vậy ở tại đó cái tổ chức Phật đản, đây là tổ chức Phật đản 2540 năm. Thì ở bên kia thì Phật tử ít, tăng ni cũng ít, cho nên mỗi chùa ít Phật đản mỗi ngày chứ không phải một lượt, cho tới 2 tháng nó hết lễ Phật đản. Cứ mỗi chùa mỗi ngày, mỗi chùa mỗi ngày, người gom hết tăng ni dồn vô làm lễ, để xong rồi bữa khác qua tới chùa khác, mà 2 tháng mới hết. Đó là cái đặc biệt của ở bên đó. Mà cái ban tổ chức này nói thẳng thì hầu hết là người Hoa. Người Hoa là họ có tinh thần mến yêu quý đạo Phật, vì vậy nên cái người Hoa tổ chức. Mà người Hoa thì kinh tế họ vững lắm, vì vậy mà cái tổ chức nó được mạnh mẽ. Đến cái số người mà đến dự lễ đó, trước hết là chánh quyền. Thì chánh quyền thì nó mỗi năm trước đó, thì có ông tổng thống tới dự, mà năm nay thì ông tổng thống bị vợ ông mới chết 1-2 tháng nay, cho nên ông không đi được. Thì ông phó tổng thống tới dự và các ông bộ trưởng được tới dự. Đó là chánh quyền. Về tôn giáo thì có các tôn giáo bạn tại đó, và cũng có mời các nơi đến dự. Đó là nói cái chuyện mà người đến dự, thành ra tăng ni trong cả nước đều dồn gì đó hết, chứ còn ở trên đó thì tăng ni không được đông. Như vậy thì cái số dân đến dự cái buổi lễ hôm ấy là 200 ngàn.
đó là theo báo chí. Còn nói về cái giá trị ngôi tháp thì thực ra mình nhìn cái ngôi tháp đó thì nó còn cao quý và công phu gấp 2-3 lần đối với đền Đế Thiên Đế Thích. Nó là trong ngôi tháp thờ Phật là đủ, thì cái này phải xem phim nó mới đủ, chứ diễn tả không hết được. Ngôi tháp này gọi là kỳ vĩ, mà ở tại nước Indonesia đó thì họ gọi đó là một cái văn hóa tốt đẹp nhất của xứ sở họ. Cho nên không phải chỉ riêng Phật giáo quý trọng mà cả toàn dân đều quý. Đó là cái đặc biệt, nhất là chánh quyền. Vì vậy cho nên cái ngôi tháp bây giờ những chỗ nào còn hư hao thì được trùng tu lại. Mà đau nhất là mấy cái tháp nhỏ, mỗi tháp nhỏ thì trong có một ông Phật, thì có nhiều cái tháp ông Phật không còn đầu. Mà biết tại sao không còn không? Tại đẹp quá rồi họ đục họ lấy, rồi họ đi bán. Cổ chứ không phải là ác cảm gì. Mà đó là tại vì đẹp, tưởng Phật cổ mà đẹp nữa, cho nên rồi họ đục họ lấy, chỉ còn có một số còn lại thôi, còn đa số bị mất, mất ngang đây thôi. Đó là nói chuyện với ngôi tháp. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng ở tại đây cái Phật giáo tuy là suy yếu, kém cỏi, nhưng mà nó còn được cái ngôi tháp này, cũng đánh giá rằng Phật giáo sở trước, tức là thế kỷ thứ 16, thứ 6, thì coi như là cái đảo Java này đó là Phật giáo như quốc giáo. Bây giờ nó suy yếu, bởi vì nếu mà thường thì không bao giờ ai làm nổi cái tháp như vậy hết. Mà làm nổi là cả một cái công sức lớn lao của dân, do chánh quyền họ bắt buộc phải làm. Đó, nó là cái ý nghĩa của cái tháp. Thì những cái hình ảnh lễ lược thì quý vị coi phim thì thấy rõ hơn, tôi chỉ nói lược thôi. Còn ở đây tôi kể lại 20 ngày ở Indonesia tôi làm cái gì, nhận xét của tôi thế nào. Thì trước hết tôi nói về nhận xét của tôi, nói về đất nước của Indonesia. Thì ở đây có khoảng 1.600 hòn đảo. Cho nên hôm đó tôi gặp ông vụ trưởng Phật giáo, thì ông nói rằng gom hết diện tích của các đảo lại thì bằng nước Mỹ vậy. Trước kia bị Hòa Lan cai trị 300 năm, rồi sau bị Nhật 3 năm nữa. Đó là cái phần bị trị, thì họ cũng mới cất đầu lên được từ năm 45 tới giờ. Còn nói về dân số thì dân số ở đảo này là 200 triệu. Mà cái số dân, giống dân thì có trên 100 giống dân. Mỗi giống dân khác nhau, mà ở đó có cái tự do là giống dân nào thì họ có những cái tín ngưỡng tôn thờ theo giống dân ấy mà không có bị ngăn cản. Giờ nói về tôn giáo thì tại đó có cả thải là 5 tôn giáo. Tôn giáo mà lớn nhất là Hồi giáo chiếm 80%, rồi kế đó là Ấn giáo, Thiên Chúa giáo, Tinh Lành giáo và Phật giáo. Thì Phật giáo có 2%, 2% là 5 triệu người. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng Phật giáo đối với bên kia thì rất là yếu, rất là kém. Cho nên những người Phật tử phải nỗ lực tổ chức những cái lễ Phật đản cho to, để cho người ta thấy rằng Phật giáo còn có khí lực mạnh để người ta hưởng ứng. Còn ở bên đó thì có một ông bộ trưởng bộ tôn giáo, bộ trưởng hẳn hoi. Dưới ông bộ trưởng thì có 5 ông vụ trưởng. Vụ trưởng của Hồi giáo, vụ trưởng của Thiên Chúa giáo, hội trưởng, vụ trưởng của Ấn giáo, cho tới ông vụ trưởng của Phật giáo. Thì tôi qua thì có ông vụ trưởng Phật giáo có mời cúng dường cơm một bữa để nghe ông nói chuyện.
Còn số tăng thì có 160 tăng sĩ thôi, kể cả tăng và ni, có 160 người. Thành ra vậy là thiếu tăng, thiếu ni dữ lắm. Nghe tôi kể bên đây tăng ni nhiều, nhất là nghe kể mấy thiền viện, chỉ có thiền viện Thường Chiếu là tăng, còn bao nhiêu ni, bốn thiền viện ni. Cái mà đặt câu hỏi với tôi, nói như vậy thì bên nữ tu đông, phải là tại vì bên nữ không có chồng được cho nên đi tu nhiều phải không? Tôi cả tránh thì nó không phải, mà bên nữ nhìn thấy cái cuộc sống nghèo khổ bao nhiêu năm rồi, sự sống khó khăn khổ sở nhiều, cho nên giác ngộ sớm mà đi tu, chứ không phải là có, không có chồng mà đi tu. Như vậy thì mình thấy cái đại khái rồi. Còn nói về luật pháp bên đó thì ở bên đó được tự do tôn giáo, và trong hiến pháp họ cấm kỳ thị tôn giáo, cho nên bất cứ tôn giáo nào khi giảng đạo không được chỉ trích một tôn giáo khác, mà cũng không được chỉ trích một cá nhân nhé. Đó là cái đặc biệt của họ. Cho nên khi mình qua thì họ dặn mình dè dặt cái điều đó, đừng nói động tới ai hết, thành mình thì nói thôi. Đó là cái quan trọng. Mà bệnh thì bắt buộc mọi người dân phải có tôn giáo, chứ không người nào không có tôn giáo, tức là phải có tôn giáo hết. Rồi kế đó một cái bắt buộc thứ hai nữa là tôn giáo nào thì cưới gả theo tôn giáo ấy, chứ không được lộn xộn. Đó là những cái mà có thể bị bắt buộc. Rồi thêm cái bắt buộc nữa là tất cả bản hiệu ở trong nước, hiệu buôn, kể cả hiệu chùa cũng đều là chữ Indo hết, chứ không được dùng một chữ nào ngoại quốc. Cho nên mình thấy chùa mình không biết ghi chùa gì. Chùa nhiều lắm mà không biết chùa gì hết, thì không có chữ ngoại quốc. Ví dụ chùa Tàu bên nay thì đã có để chữ Hán bên đó, mình nhìn mình biết. Còn bản tuyệt đối không có, đó là cấm hẳn. Và người qua thì cũng không được mở trường dạy tiếng qua, chữ qua. Đó là những cái cấm mà tất cả người dân đều phải nói dùng chung một thứ tiếng là tiếng Indo hết, không được dùng cái tiếng nào lộn xộn, trừ khi mà có tiếp xúc với ngoại quốc. Vì vậy họ học trong trường có học Anh ngữ, tiếp xúc ngoại quốc, hay là mấy người qua mà còn nhớ tiếng qua thì tiếp xúc với người qua bên đây qua thì họ có quyền nói, chứ còn ở trong nhà thì không được quyền nói. Đó là cái đặc biệt. Mà còn cái khổ nữa là vẫn còn chấp nhận chế độ đa thê. Bởi vậy nên nghe mấy người họ kể tôi cười quá. Họ nói có mấy cái ông mà nhà giàu, thấy xí nghiệp lớn, thì mấy ông muốn qua Việt Nam để đầu tư làm ăn lập xí nghiệp, nhưng mà mấy ông sửa soạn đi thì mấy bà cản không cho. Nó hỏi sao vậy? Nó sợ mấy ông qua Việt Nam không chịu về. Cho nên mấy bà sợ lắm. Vì bà Việt Nam cám dỗ. Đó là cái mà họ nói với nhau vậy. Còn nếu nhìn về mặt kinh tế thì khi mà mình phi cơ đáp xuống phi trường Jakarta rồi thì mình đã thấy mình thua sức quá xa. Cái phi trường rồi trên cái tất cả những cái nhà cửa rồi trên, mình thấy mình thua sức nhiều. Phi trường thì sang trọng, đường xá thì rộng mà bằng phẳng, từ thành thị đến thôn quê thì đều tốt. Xe cộ thì thấy xe mới, không thấy xe cũ. Mới về mình thì thấy xe mấy mươi năm vẫn còn nguyên. Ở bản thì không thấy xe cũ. Thì cái đó là một cái mình biết rằng cái kinh tế họ được tốt hơn mình nhiều. Còn đồng tiền của họ thì cao hơn đồng tiền của mình, tức là một đồng Mỹ Kim đổi ra là 2.340 đồng tiền Indo, tức là họ gần bằng 4 đồng của mình.
đời sống thì thấy cái người dân có vẻ khá giả, nhà cửa đều ngói rồi tường rồi đàng hoàng, thành ở đâu đó thấy khang trang hơn mình nhiều. Còn ăn mặc đi lại đều thấy tốt hết. Còn nói về nếp sống thì đi chơi từ thủ đô Jakarta là một hòn đảo lớn ở giữa, rồi đi qua bên chỗ lễ Phật, chỗ cái tháp là Jawa đó, là một đảo lớn nữa. Và đi xuống đảo Bali là chỗ du lịch lớn của Indo đó. Thì đi coi như mấy đảo mà ít có thấy quán rượu đó. Không có quán rượu, Hồi giáo họ cấm uống rượu, cấm nhạt lắm, nên không có quán rượu. Mà cũng không thấy người say xưa, không thấy đập lộn, chửi lộn như bên mình. Đó là cái mình thấy đặc biệt. Thành ra vì không uống rượu cho nên người ta không có tụ hội rồi cãi lẫy rồi gì hết. Đó là cái mà mình thấy nó hay. Nhưng mà tối có mấy hôm mà tôi ở trên cái nhà trên núi giống như ở Đà Lạt ấy, của CV đó, tức là chủ hãng ấy. Thì ở đó vừa chiều tối cái thì nghe họ tụng kinh Hồi giáo ở trong mấy cái đền Hồi giáo là phóng thanh rền hết, xóm này xóm kia xóm nọ tụng rền hết. Từ khuya về chừng 3-4 giờ cái họ tụng rền hết đó. Các đền Hồi giáo thì luôn luôn là được họ sửa sang, nhưng mà nó không có lớn lắm, chỉ là từng xóm từng làng cũng như mình Phật chùa Phật vậy đó, ở trong quê trong xóm này thôi, chứ ít có làm lớn. Mà nhìn kỹ thì như ở đảo Bali là cái đảo mà du lịch lớn nhất của bên Indo đó, thì cái đảo đó họ theo Ấn giáo, cho nên ta thấy thờ cúng là mấy gốc đa rồi cũng thắp hương rồi họ làm cái bộ cổ lỗ lắm, chứ nó không có văn minh. Còn về văn hóa thì ở bên kia chữ Indonesia thì lấy mẫu từ Latin họ ghép lại thành chữ không có dấu và phức âm, nên nói rất là nhanh, nói nghe lanh lắm, nghe không kịp. Về kiến trúc thì nghệ nhân Indonesia họ khéo tay lắm, cho nên cái kiến trúc của họ, những cái ngôi đền, những cái nhà ở mà của những người khá giả thì rất là đẹp. Nhất là cái khách sạn mà chúng tôi ở tại Bali của một tòa Phật tử là họ kiến trúc thật là khéo, thì mấy cái đó đều có hình ảnh ở trong phim hết, để sau này quý vị coi thì thấy rõ. Mình tưởng đâu họ hơi lạc hậu, họ tổ chức không có, họ không có khéo tay, nhưng mà tới rồi mới thấy cái nghệ nhân họ rất là khéo tay. Đó là cái nhìn qua về những cái nét của họ. Còn cái mà phần quan trọng là phần của tôi, trước khi mà đi về bị mấy cái ông nhà báo Phật tử nó hỏi luôn hai buổi, thì giờ tôi có hai ba mấy câu mà tôi cho rằng phải nhớ. Thì họ hỏi về cái đời sống của tôi, cuối cùng mà hỏi hiện giờ thầy còn mong muốn điều gì. Thì tôi trả lời rằng tôi chỉ mong muốn tăng ni dưới sự hướng dẫn của tôi họ tu học được đầy đủ trí tuệ và đức hạnh, để sau khi tôi tịch có người thay thế tôi tiếp tục truyền bá thiền tâm, duy trì Phật pháp. Đó là cái ham muốn của tôi. Rồi một câu hỏi khác, thầy có nghĩ gì về thế kỷ 21? Thì tôi trả lời khi nói đến thế kỷ 21 tôi hơi lo, bởi vì khoa học kỹ thuật tiến quá nhanh, e rằng đạo đức theo không kịp. Nếu khoa học kỹ thuật và đạo đức không quân bình nhau thì xã hội có thể xảy ra những tai nạn không thể lường được. Ví như một người
trong tay sẵn một cái khí giới nguy hiểm mà tinh thần bất bình thường, thì những người xung quanh phải lo sợ, phải lo sợ. Nếu mà hiện nay chúng ta không có nâng Phật giáo lên, tên cái đạo đức lên cho kịp đó, thì cái đó là cái phải lo. Rồi họ hỏi tiếp, chúng ta phải làm thế nào để tránh cái quả đó? Thì tôi nói rằng chúng ta mỗi người phải gầy dựng nền đạo đức cho chính mình, và phải khuyến khích xây dựng cho mọi người cùng có đầy đủ đạo đức. Đó là cái mấy câu hỏi của họ. Ở đây có một câu hỏi: thầy thấy Phật giáo tương lai thế nào? Tức là Phật giáo thế giới chứ không phải Phật giáo riêng một nơi. Thì tôi nói tương lai Phật giáo sẽ sáng sủa hơn hiện nay. Họ liền vẽ lại một câu: nếu người ngoại đạo hỏi câu ấy, thầy đáp thế nào? Họ là Phật tử, họ hỏi mình nói vậy. Đặt ngược lại, nếu người ngoại đạo hỏi thầy câu đó, thầy đáp thế nào? Thì tôi đáp rằng, tôi sẽ đáp, nếu tương lai tăng ni và Phật tử hiểu Phật pháp thâm sâu và tu hành chân chánh thì Phật giáo thịnh, ngược lại là Phật giáo suy. Tôi đáp như vậy. Rồi họ hỏi một câu: hỏi mục đích tu thiền định để phát sinh trí tuệ ngoài ra còn tăng trưởng đạo đức gì không? Mình tu thiền định là để tăng trưởng trí tuệ, ngoài cái đó ra còn có đạo đức gì thêm không? Thì tôi trả lời: người tu thiền định được sinh trí tuệ sẽ có những lợi ích về đạo đức. Một, họ làm chủ được tâm nên không bị nghiệp chi phối, là họ tự do giải thoát. Hai, do làm chủ được tâm mình, họ không bị tham sân si lôi kéo làm khổ cho người, là không tạo tội. Ba, vì phát sinh trí tuệ cho nên thấy chúng sinh mê lầm tạo ác họ khổ, phát tâm đại bi, tìm mọi cách cứu giúp cho mọi người được thấy khổ. Đó, bởi vì đây là những câu hỏi để họ đăng báo, tôi về họ sẽ đăng báo ở bển, vì vậy nên trả lời cũng hơi cực. Mà hỏi tới 20-30 câu, tôi chỉ nhớ bao nhiêu ghi tạm cho quý vị hiểu. Đó là nói về cái chuyện mà họ hỏi. Còn nói về cái công tác của tôi thì ở bên đó đi dự lễ thì có tại Borobudur 2 buổi, Phật, rồi dự để lễ Phật đản 1 buổi ở chùa Phật giáo Nguyên Thủy, 1 buổi ở chùa Phật giáo Đại Thừa, nhưng mà đó là chùa người Hoa. Chùa của ông sư này cách thì không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà cái ở trung tâm thành phố ông cách 8 tầng, mà mỗi một tầng rất là rộng lớn. Chỉ ông dẫn tôi lên tầng thứ 4 đi bằng thang máy thì coi vẫn được làm, thì thấy cái tượng Phật ở giữa, ông nói thỉnh ở Trung Quốc bằng đồng đen 10 tấn, nặng 10 tấn, về cao 7 thước. Thì tôi thấy tôi cũng ngợp luôn. Ngoài ra tất cả những cái gì cũng là sang hết. Đó là chùa người qua mà ở có 2 người thôi, có 2 thầy trò. Đó là 2 buổi dự lễ. Thì mấy buổi đó thì có quay phim và giảng 6 thời. Thầy giảng đây tới cười, đúng như thầy Nhất Hạnh nói năm trước, mình không có thích cái gì thì trời cao cái ấy. Tôi ghét thì tôi không có thích giảng mà dịch chờ nói hết hơi, nói một câu là chờ ta nói, rồi mình mới nói câu nữa là nó riết không còn hứng thú gì. Mà không ngờ kỳ này tới 2 người dịch. Mình nói một câu rồi thì thằng Thiện Hữu nó dịch ra tiếng Hoa, tiếng phổ thông đó,
Rồi cái có mà ông kia, ông Trần Chí Minh người Ba, mà ông là giáo sư dạy đại học, ông dịch ra theo tiếng Indo. Thành ra giảng một giờ tôi còn có 20 phút. Giảng có rồi ngồi lâu lắm rồi. Rồi cái mới nghe cái giảng câu kế, nó không nhớ đâu. Mà nhất là mình muốn nói gì trực tiếp với thực tế nó đâu có được. Thành ra mình hỏi cái gì đó thì phải lâu lát rồi mới dòm coi họ có nghe, có hiểu không. Thành ra giảng thì tới 6 thời mà thấy không có hứng thú. Mà thấy thì tội nghiệp, họ cũng cố gắng họ ngồi nghe. Mà bản thân cái tức cười nhất là sau thời giảng họ đem cái rổ rổ đưa đều đều bỏ tiền cúng. Tôi thấy mắc cỡ lắm, tôi biết đừng làm, mà họ nói không được, ở đây quen vậy rồi, ai cũng vậy hết. Đó là cái thói quen, cái thói quen của bạn. Thì như vậy thì hết thảy là 6 buổi giảng, 2 cái buổi dạy ngồi tọa thiền, 1 cái buổi ở chùa của cái ông đứng ra thỉnh, ông hội trưởng đứng thỉnh tôi đó, với 1 buổi nữa ở chùa Nguyên Thủy để dạy cách tọa thiền. Như vậy thì 6 buổi giảng, 2 buổi tọa thiền, 2 buổi dự lễ ở tháp Borobudur, 2 buổi dự lễ ở các chùa kia dự Phật đản, thì đó là hết công tác của tôi. Như vậy thì cái thời gian đi ra bên kia, tôi thấy thì công việc làm nó không có bao nhiêu, nhưng mà sở phí họ rất là nặng, máy bay đi rồi ăn rồi ở tốn đủ thứ hết. Mà riêng tôi thì tôi cho rằng 20 ngày giống như là con hạt bị nhốt trong cái lồng vàng. Muốn tôi không đi đâu được hết, ra ngoài thì nóng mà cũng không nói chuyện với ai được. Vậy ta họ là người qua với người đô không ai biết tiếng Việt, mà không có đặc biệt nữa. Cái còn quên là 1 buổi tôi có lại thăm tòa đại sứ Việt Nam. Rồi hôm đó thì ông đại sứ đi khỏi, bà tiếp, nhưng mà sau khi qua dự lễ ở bên kia thì cái ông tham tán ông đó qua dự, rồi ông mời để về, rồi mời thầy lại tòa đại sứ nói chuyện chơi. Thì bữa đó tôi được điện thoại mời chiều đó lại, chiều lại thì vô nói chuyện với 2 ông bà. Ông là Trần Trung Hiếu, năm nay cũng già già rồi, thì nói chuyện là ông nói trong tòa đại sứ tôi có 20 nhân viên, tất cả là 20 người mà đều đọc Phật hết rồi. Thôi thầy nói chuyện với họ một thời, thuyết pháp cho họ một thời, rồi bắt họ ngồi hết từ ghế rồi mình thuyết một thời, thuyết thời pháp cho tòa đại sứ Việt Nam. Có buổi tôi nói thầy hứng một chút, còn cái người nó không có hứng. Thì như vậy thì cái công việc làm nó có bao nhiêu đó, nhưng mà ở thì khi ra thì nóng, thật ra thì cũng không nói chuyện ai được. Chính cái ông mà mời mình qua cũng nói chuyện ông không được nữa. Mỗi khi nói thì phải có thành hữu nói để làm thông dịch, nó bị đau khỏi là ông lại thăm mình không biết nói gì, thầy toàn nói nhỏ thôi. Thấy thì ông quý kính lắm, tốt lắm, mà không nói gì được hết. Đó là những cái mà tôi thấy, tôi biết và để nhắc lại cho tất cả quý vị nghe hiểu. Thì cái công chuyện làm nó không có gì bao nhiêu, nhưng mà thấy được cái tốt là những người họ đến nghe mình nói chuyện thì họ hơi chú ý. Bởi vì tôi lần đầu có định đi qua sẽ giảng những đề tài mà mình soạn sẵn bên đây đó cho nó khỏe. Không ngờ đề tài mình soạn bên đây là giảng 1 tiếng rưỡi, mà qua bản mình nói 1 tiếng rưỡi thì có 40 phút thôi. Thì đâu có được gì, có 30 phút thôi. Vì thấy 3 người cho nên rồi đề tài phải ngắn ngắn, sơ sơ, phải linh động, mà phải dùng đề tài gì mà kể chuyện cho nhiều, nặng cho họ nghe. Bây giờ nghe chờ nghe cho hết chuyện, chứ còn nói lý thuyết rồi nghe hồi quên hết.
nên rồi buổi chót buổi là cho là quan trọng nhất, vì vậy ổng bữa đó ổng dạ mời ta tới dự tại cái chùa của ổng, ổng mời trước khi thu qua lại, cho nên rồi bữa đó giảng tôi nghĩ giờ nói chuyện gì mà hấp dẫn cho họ chịu khó họ ngồi nghe mình đây, thì tôi mới nhớ thôi bữa nay mình giới thiệu Phật giáo Việt Nam chút. Cái tôi lấy cái đề tài là hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị một ông vua Việt Nam đi tu và lập thành một hệ phái thiền tông Việt Nam. Thì họ thấy ông vua đi tu họ lấy làm lạ, ráng nghe một cái hết. Như vậy họ mới ngồi đủ, chứ còn nói chuyện thường thường chả không được. Đó, anh nói mấy bữa nói chuyện thì hơi đặt nặng những câu chuyện gì có tính quan trọng để cho họ cố gắng họ ngồi nghe. Thì do đó nên họ cũng chịu khó họ ngồi nghe. Đó là cái ý nghĩa mà tôi phải làm trong những ngày ở đây. Thôi ở đây hết. Thôi cho quý vị biết đại khái. Thôi nghỉ nha, chứ để sợ tháng sau quên.